Bây giờ đến với phần biểu diễn thứ 3 thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhóm hồi sinh. Các bạn sẽ chọn bài hát nào và ai sẽ là người biểu diễn? Vocal đi, vocal đi. Ngọc ơi, nó nghe nè. Vocal mình sẽ có một cái điểm khác. Vâng. Cũng như là em muốn bài xong tiếp theo là sẽ là nào cái như là vâng, xin mời Quỳnh Nga. Vâng ạ, và bài hát tiếp theo nhóm hồi sinh sẽ lựa chọn là Như một giấc mơ. Có thể em Uyên Linh hát bài này. Em Uyên Linh hoặc là Thu Phương. À, có một giọng vocal hát ballad rất hay là em Thanh Ngọc. Đấy là tớ đoán. Và chị Thanh Ngọc sẽ là người ra. Xin mời Thanh Ngọc Như một giấc mơ. Và bên này sẽ là ai ạ? Ai sẽ là người bác? Bác bấm năng đi chuẩn bị. Bên đội em là Linh Ly ạ. Đội của Thu Phương sẽ là Linh Ly. Yeah. Và đội của em Ly sẽ là chị Hồng Nhung. À, người ta cũng nghĩ là à bà Hồng Nhung gì? Hả? Lại đứng đấy xong lại hát véo von véo von. Quãng bác bóng đẹp nhất là Như một giấc mơ ấy. Quá được, bác đồng ý luôn. Tôi cũng đem cái ý tưởng cover bài hát này của Mỹ Tâm để có phần là chia sẻ và có cũng là xin phép nghệ sĩ đồng nghiệp của mình là liệu chị làm thế có được không? Thì Mỹ Tâm rất vui và em cho rằng là đúng là cái quyết định mà làm khác hẳn là một quyết định đúng đắn, bởi vì như thế bài hát của Mỹ Tâm sẽ có được nhiều cái giao diện khác nhau. Đây là một quyết định vô cùng táo bạo. Sẽ có người thích, sẽ có người không thích. Tôi biết điều đó, nhưng đó là cái mạo hiểm của sự làm mới. Em hợp với bài Như một giấc mơ bài nhất. Bài khó ấy. Nên đúng, là chị nghĩ là đợt này là thử thách đối với em đấy. Mà bài đấy cũng cao nữa, em cũng hơi sợ. Tiết mục solo là Linh đã rất là liều khi mà Linh lựa chọn một ca khúc vocal. Mọi người nghĩ rằng là ở team của Linh sẽ là chị Mỹ Linh hoặc chị Uyên Linh hoặc chị Thu Phương sẽ hát một trong ba bài vocal đúng không? Nhưng mà không mọi người ạ, các chị đã để cho Linh hát ca khúc đó. Yêu người, em lấy tông hơi thấp. Em lên một tông. Em lên một tông nhá. Vẫn ánh mắt ấy vẫn là anh như lúc xưa. Em đưa đôi tay để được anh giữ lấy em. Đã cố gắng lắm. Đừng lấy hơi thế. Thì bà hát bài rồi. Đi bơi. Lại đi. Lấy hơi như nào? Lấy nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Vẫn ánh mắt ấy vẫn là anh như lúc xưa. Thì mồm em đang ở chữ xưa. Xưa. Lấy luôn chữ đấy. Xưa. Không phải thế. Này. Xưa. Đấy. Lấy như đấy. Ôi em chưa làm được, chị làm chưa? Vẫn ánh mắt ấy vẫn là em như lúc xưa. Sao mà lấy cái hơi đấy? Đấy. Thưa em vẫn hơi bị chậm. Xưa. Em đưa đôi. Em vẫn chậm. Em vẫn là xưa. Thế nó vẫn hơi bị thích tham. Em tưởng lúc đấy mình đang thở hà ra mà thở. Không. Mình hít vào chứ. Dù dần lòng mình sẽ không nhắc nhớ đến nữa. Ôi trời ơi. Đấy. Chuẩn đấy. Đời. Sao mà nó cao hết trời. Thank you em. Không. Được. Đấy như thế. Ngọc thế nào, hãy khen chị đi đi, bảo là ui giời luyện thành với chị hát các bạn quá khó hay rồi. Trời hẳn nhờ cảm xúc đầy dài xong rồi dài. Thanh Ngọc chọn bài Như một giấc mơ bởi vì cái tựa đề của nó đã nói lên tất cả. Như một giấc mơ, Ngọc đã được hồi sinh quay trở lại. Cảm gì từ mới yeah. Chụp xí rồi dày đấy chứ dày. Một hai tắt 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 tắt. Bắt ngọc xuất hiện hết. Yeah. Ngọc thích bài hát này của chị Mỹ Tâm và Ngọc thấy cũng khá phù hợp với giọng hát của Ngọc. Ngọc cũng đã thương lượng để giành được bài hát này bởi vì cũng có mấy người thích bài này lần.
cái hay ho của cái sự đối đầu này, của cái format chương trình. Chưa bao giờ tôi làm như thế hết. Ba người cùng thi chung một bài và cùng đứng trên sân khấu. Cho nên điều này làm cho mình cảm thấy là... Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hỏi hai thành viên Chị Hồng Nhung và Linh Ly, ai sẽ là người hát trước ạ? Tuy Bé. Em cho chị chọn ạ. Tuy Bé. Chị Tuy Bé nhé. Bé dạ. Linh Ly giống như là con ở trong nhà của Hồng Nhung. Bởi vì bé Lê A, bé Tép là người rất hâm mộ Linh Ly. Và bây giờ Linh Ly giống như là người trong gia đình của Hồng Nhung vậy. Em muốn là, hát trước hay em bé nghĩ hát là em sẽ hát trước được không ạ? Tại vì mời em bé. Hát sau chị em cũng hơi sợ. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ có thứ tự là Linh Ly, chị Hồng Nhung và cuối cùng là Thanh Ngọc. Ta hãy cùng chúc mừng phần biểu diễn vừa rồi. Và ngay bây giờ thì mọi sự chú ý sẽ dồn vào Thanh Ngọc. Em sẽ chọn ai để đối đầu chọn điểm đây? Em không phải lộn vậy mới đúng. Dạ, Linh Ly. Và Thanh Ngọc đã chọn Linh Ly. Và các bạn thân mến, trên sân khấu lúc này là Thanh Ngọc và Linh Ly. Thanh Ngọc số 1, Linh Ly số 2. 30 giây bình chọn, bắt đầu. Em xin chào mọi người, nhân danh là đội trưởng cũ của cả hai. Rồi sao? Rồi sao giờ tính sao đây? Trong cái công đó thì em là một đội trưởng không có may mắn lắm. Đã để cho thành viên của mình ra về, đó là chị Thanh Ngọc. Nên thành ra là em xin phép không mọi em. Người, em xin không phép phải là Linh. Không phải là lỗi của ai hết em. Tức là Ninh Dương là, Ngọc dạ, không, đang đứng ra kêu gọi bầu chọn cho dạ, cả hai bạn. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, em kêu gọi. Dạ. Bầu chọn cho Linh Ly. Bầu chọn cho chị Thanh Ngọc số 1 và chị Linh Ly số 2 ạ. Thưa quý vị, và bây giờ thì 30 giây bình chọn cho Thanh Ngọc và Linh Ly đã kết thúc. Và bây giờ hai cô gái đứng ở trên sân khấu lúc này, họ đang rất hồi hộp. Không biết là kết quả bình chọn sẽ như thế nào. Thanh Ngọc và Linh Ly. Đến phần này rồi, tất cả chúng ta vẫn cứ hồi hộp như là mới. Và chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình để xem ai sẽ giành được tình cảm của khán giả. Xin mời. Thanh Ngọc và Linh Ly. Và bây giờ chúng ta sẽ được biết người giành được tình cảm khán giả đó là Thanh Ngọc. Hãy nhìn họ ăn mừng kìa. Quá vui sướng. Chị ơi. Chứ mãi chị nhá. Mãi là chị em luôn. Olala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẻ sống 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quan Show và ứng dụng Olala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.